Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Bếp Cô Hoa Tân Bình Mama Hoa Kitchen sẽ mang đến cho chúng ta một món vừa là món nhậu mà cũng là món tiệc và cũng là món ăn gia đình. Đó là món cà ri dê, một món rất là đặc biệt nha. Vì dê là một loại thịt hăng mùi. Vì vậy, để nấu được món này thơm ngon, chúng ta phải chú trọng đến khâu khử mùi và chuẩn bị đủ các gia vị. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay làm món cà ri dê nha. Chuẩn bị các loại nguyên liệu: một muỗng bột nghệ, một muỗng bột cà ri, nửa muỗng bột ngũ vị hương, một nhánh gừng nhỏ, ba lát riềng khô hoặc tươi cũng được, một muỗng hạt điều màu, một nắm lá cà ri khô hoặc tươi, một trái thảo quả, một miếng quế nhỏ, ba hoa hồi. Phía Bắc thì gọi là hoa hồi nhưng phía Nam thì gọi là tai vị. Ba nụ đinh hương. Những gia vị này làm đúng theo mức bếp đã cung cấp, nếu nhiều hơn sẽ bị hăng mùi. Với lượng gia vị đó sẽ làm cho một bộ chân dê và một ký thịt dê. Nếu gia đình nào không thích ăn xương mà chỉ thích ăn thịt thì thay một bộ chân dê bằng một ký thịt nữa. Ngoài ra chúng ta sử dụng thêm rau củ nấu kèm theo là 2 củ cà rốt, 5 cây sả, 2 muỗng sa tế, nửa ký khoai lang đến 1 ký khoai lang tùy theo gia đình thích ăn khoai nhiều hay ít, một trái cà tím, 100g tía tô, cà ri xài tía tô nhiều nhé, 3 trái ớt, 2 trái chanh, 200ml nước cốt dừa và 200ml nước dảo dừa. Ở đây thì bếp cho liều lượng như vậy, nhưng tùy theo gia đình mình thích ăn độn thêm nhiều rau hay là nhiều thịt thì các bạn lượng thịt thì khoảng bao nhiêu đó là đủ rồi, nhưng là độn thêm nhiều rau hay giảm bớt rau củ thì đó là tùy các bạn. Và một bọc cà ri dầu. Cái bọc cà ri dầu này á, các bạn mua ở các cái tiệm gia vị, các bạn nói cà ri dầu là người ta sẽ biết ngay. Và độ cay của cà ri cũng tùy thuộc vào gia đình, mình có thể cho thêm ớt. Một củ hành tây, 3 củ hành tím và 2 củ tỏi. Lượng bánh mì cũng vậy, tùy theo gia đình chúng ta. Việc đầu tiên chúng ta phải tạo dầu màu điều. Chúng ta cho 2 chén dầu vào chảo đun nóng, cho 30g hạt điều vào, tắt bếp ngay. Vì các bạn dầu nóng các bạn không tắt bếp là hạt điều thứ nhất sẽ bị mất màu, thứ hai hạt điều sẽ nổ gây nguy hiểm cho các bạn. Dùng vợt vớt hết hạt điều ra. Bước này các bạn có thể làm trước và trữ vô keo để dành xài dần. Và bước khử mùi dê. Bước này quan trọng. Giã một nhánh gừng, cho một muỗng muối vào. Giã nát hỗn hợp gừng muối. Đây là hỗn hợp để chúng ta rửa thịt dê khử mùi. Dựng dê và thịt dê đem thui. Theo gia đình chúng ta có thể thui qua bếp hay là súng khò. Súng khò là tiện nhất. Và nếu có bếp khò lửa mạnh thì thui cũng được. Và nhớ là đây nè, cái xương sống của dê rất hôi, và thui kỹ phần xương sống và da dê. Gia đình chúng ta ghi nhớ nè, thui thì lửa phải mạnh, để bên ngoài cháy xém nhưng bên trong vẫn sống bình thường nhé. Nếu chúng ta sử dụng lửa yếu thì là nướng rồi, không còn thui nữa. Dê sau khi thui xong, chúng ta cho vào thau và đem đi rửa với hỗn hợp gừng, muối, nước. Đây là phần cái xương sống, thui kỹ phần này nhé. Cho nước vào hỗn hợp gừng, muối và chúng ta rửa thôi. Khi rửa xong thì xả nước lại. Để ráo và mang thịt đi chặt thôi. Chặt thì thường cà ri thì chặt to, khoảng 4 phân vuông.
Nhớ dùng dao hơi nặng, chặt là phải dứt khoát thì miếng thịt nó không bị bầy nhầy. Chúng ta cho tất cả gia vị tạo hương vào. Tiếp tục cho sa tế. Ở sa tế này thì tùy theo gia đình, ăn cay thì chúng ta cho 2 muỗng, mà ăn ít ăn cay thì 1 muỗng hoặc 1 muỗng rưỡi. Tiếp tục cho vài lát gừng và riền vào. 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường phèn, 1 muỗng hạt nêm và 1 gói cà ri dầu. 2 kg dê thì chúng ta cho 2 muỗng rượu ngũ vị hương. Đây là rượu ngũ vị hương. Và 1 viên súp hiệu ông Chà Bà. Phần viên súp này bếp đã nói ở những bài trước rồi, bếp không lặp lại nữa. Và 3 muỗng dầu màu điều. Trộn tất cả hỗn hợp thịt dê và gia vị. Bây giờ là đã thơm lắm rồi. Qua bước kế tiếp, chiên khoai. Khoai lang gọt vỏ, sắc miếng to, tức là độ dày khoảng 3 phân, 3cm á, cho vào chiên sơ. Chiên với lửa mạnh, mục đích là làm cho cái vỏ ngoài nó cứng, khi nấu khoai nó không bị nát. Cà rốt bào vỏ, tỉa hoa, cắt khoanh dày 1cm. Cà tím thì cắt từng đoạn khoảng 4-5cm rồi chẻ làm tư như thế này. Hành tỏi băm nhuyễn, hành tím cũng băm nhuyễn. Quế tía tô lấy lá rửa sạch để ráo. Cho 1 vá dầu màu điều và tất cả hành tỏi băm vào xào thơm. Khi hỗn hợp hành tỏi thơm, chúng ta không đợi phải vàng đâu nha, vàng thì dầu màu điều sẽ mất màu. Cho thịt dê vào, hỗn hợp dê vào. Cho nước dảo dừa vào cái thao vừa đổ thịt dê ra đó, để mình lấy hết các cái gia vị trong thao, mình tráng thao. Lúc này chỉ cho nước dảo, không cho nước cốt nha. Và ở đây bếp xin nước dảo nhiều thì sử dụng nhiều. Và cho thêm nửa lít nước lã. Nếu có nước dảo nhiều thì mình cho nước dảo, không cần nước lã. Thì cái lượng nước này là khoảng 1 lít. Xả đập dập, cột lại thành bó và cho vào. Bếp chú ý với cả nhà nè, cái lượng nước cho vào này thì ở đây bếp cho 1 lít, nửa lít nước dảo dừa và nửa lít nước lã. Nhưng đối với dê tơ đó, còn dê già thì các bạn nấu lâu các bạn phải tăng cái lượng nước này lên. Chú ý dùm bếp nhé. Tức là mình canh làm sao khi dê mềm thì lượng nước rút còn một nửa. Khi dê mềm rồi thì gấp xả ra. Và cuối cùng thì gấp các cái gia vị như thảo quả rồi đó, bỏ đi. Bây giờ cho cà rốt, khoai lang chiên và cà tím, nếu có thì các bạn cho vào ngay lúc này luôn. Cuối cùng cho hành tây vào. Và trước khi nhắc xuống thì mới cho nước cốt vào. Khi cho nước cốt vào là tắt bếp ngay. Giờ thì ta múc cà ri ra đĩa và để lên bếp cồn với lửa riu riu để giữ độ nóng. Cho tía tô lên mặt và món này ăn kèm với bánh mì và muối ớt. Và bây giờ thì gia đình chúng ta có một nồi cà ri dê thơm ngon rồi đó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bếp. Và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.